Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay em Châu làm cái clip này á. Tại vì mới đi rửa mặt xong, xong rồi ngày hôm nay là ngày mà tới ngày tẩy da chết. Thấy ra ngoài thấy da mình mịn màng quá. Cho nên là hứng lên làm cái clip này với mọi người thôi chứ rồi tâm sự mọi người thôi. Như mọi người đã biết á là vừa rồi bên Lani Bill của Châu có ra một loại mặt nạ mới, đó là mặt nạ từ sợi tre, 100% từ sợi tre thiên nhiên. Thì ở cái mặt nạ cũ á, Mim Lab của Châu đã có version 1 và version 2 rồi, thì hai cái mặt nạ đó quá nổi tiếng rồi đúng không mọi người? 2 năm trên thị trường rồi và đã đi vào lòng của chị em rồi, được mọi người ưu ái rồi. Thì ngày hôm nay đi Lani Bill á cho ra thêm ba loại mặt nạ đó là này, em Lab 3 loại. Thì cũng đã ra mắt được hơn 2 tháng rồi mà Châu chưa có một cái clip nào để ngồi lại cùng với chị em mà chia sẻ những cái thành phần hóa chất ở trong cái mặt nạ này và cũng như là cái phôi sợi tre nó như thế nào cụ thể rõ ràng cho chị em đúng không ạ? Thì ngày hôm nay sẵn tiện á, cao hứng rồi thấy da đẹp rồi cao hứng rồi ra đây rồi ngồi làm clip với mọi người luôn. Thì như mọi người thấy á, cái thị trường mặt nạ của chúng ta nó rất là phong phú đúng không ạ? Hàng Việt Nam thì không có nhiều, cũng có thể là đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng đối với mặt nạ Hàn Quốc, rồi Đài Loan, rồi Trung Quốc, rồi Nhật Bản rất rất là nhiều mọi người đúng không ạ? Tại sao mà ở những cái đất nước khác người ta sử dụng mặt nạ nhiều, là mọi người đã hiểu được cái tác dụng và công dụng của mặt nạ nó như thế nào, nó giúp phục hồi da ngay lập tức và nó hiệu quả ngay lập tức. Mọi người có thể ra spa á, tại sao mà mọi người vô spa mặt mũi mọi người sám đen sám mờ đúng không ạ, nhưng mà ra cái lại thấy da dẻ hồng hào tươi tắn. Mọi người để ý đi, khi mà làm về mặt á thì lúc nào ngoài cái bước mà rửa mặt cho da đã độ căng ẩm rồi nè, cho nó sạch rồi sẽ rồi nè, sẽ có tới cái giai đoạn mà phun hơi sương vô để cho mở chân lông ra đúng không ạ, rồi tiếp tục là lấy mụn mụn cám, hút mụn cám ra, sau đó là đến giai đoạn là đắp mặt nạ đúng không mọi người, lúc nào cũng có mặt nạ hết. Và đắp mặt nạ thì nó tầm 10, 15, 20 phút, 30 phút tùy loại đúng không ạ? Và trong cái thời gian mà đắp mặt nạ lâu như vậy đó mọi người, thì lỗ chân lông của chúng ta lại mở ra và giúp tinh chất nó lại đưa vào. Thì lúc đó da mình ra ngoài là âu chu là đẹp luôn, tôi bảo đảm mọi người. Cho nên cái việc mà đắp mặt nạ nó rất là quan trọng mọi người nhé. Mọi người cứ hiểu vậy nào. Chúng ta đắp một miếng mặt nạ nó cũng bằng tầm 10 lần 10 ngày chúng ta dùng kem, để mọi người hiểu cái tầm quan trọng của mặt nạ đối với da như thế nào. Và tiếp theo bước theo cái Mium Lab thì có là em, nó là em Lab. Thì bên công ty của Châu ra cái mặt nạ này với dòng tiền thấp hơn để cho mọi người có thể là sử dụng hàng ngày thoải mái hơn so với mặt nạ Mium Lab. Thì mỗi mỗi một cái sản phẩm nó đều có những cái ưu điểm khác nhau. Thì ngày hôm nay ưu điểm của Mium Lab như thế nào thì mọi người đã quá rõ rồi đúng không ạ? Còn ngày hôm nay chỉ chia sẻ về cái dòng em Lab này thôi mọi người nhé. Thì vừa rồi á thì bên đội marketing của bên Châu á, cũng nghiên cứu rất là kỹ lưỡng luôn mọi người. Ở công ty khi mà mọi người bước vào cái văn phòng á, thì sẽ có một cái bảng ở trên đó treo rất là nhiều mặt nạ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc tất cả, xong một bên là em Lab. Thì mọi người biết không, có một cái nghiên cứu rất là thú vị luôn mà không biết nên vui hay nên buồn nữa mọi người thử suy nghĩ một Châu nhé. Thì khi mà bên Châu đi vô điều tra thì nghiên cứu thị trường á, thì vô trong tất cả những cái mà cửa hàng mỹ phẩm lớn như là Guardian, Watson thì thấy đa số là ở bên đó nó bày mặt nạ theo theo giá tiền mọi người. Quầy thì giá từ 80 ngàn trở lên tới 150 tới 200, quầy thì từ ba bốn chục tầm tầm trung á, từ 30 ngàn cho tới 50-60 ngàn, rồi ở dưới là còn lại từ 10 ngàn tới 20 mấy ngàn cũng mặt nạ, đó là tầng thấp đó. Thường thì nó chia theo quầy, thì cái mặt nạ em lát thì chúng ta nó nằm ở quầy giữa mọi người. Rồi có một cái điều đặc biệt như thế này, những cái loại mặt nạ mà tầm thấp á, thì đa số là mặt nạ từ hương nhân sâm hay thế này thế kia, nó có một cái cây, một cái tinh chất thiên nhiên nào đó nha, là mặt nạ mật ong, mặt nạ nha đam, mặt nạ gạo ra một tinh chất để nó lấy ra làm khay ha mọi người. Rồi những cái mặt nạ mà giá từ 80 ngàn trở lên tới 150 200 á thì nó sẽ có tạp chất này mọi người, HA, axit HA. Thì mọi người biết cái HA nó rất là quan trọng, nó là hiện tại nó đang là một cái cây rất là trend để mà cung cấp độ ẩm cho da đúng không ạ, rất là hiệu quả đúng không ạ. Và cái chất còn lại đó là niacinamide mọi người. Đây là một cái chất nó cũng làm dưỡng ẩm da và nó tạo cái hàng rào bảo vệ da của mình. Thì những cái mặt nạ mà 80 ngàn trở lên đó, thì nó lại có cặp chất này. Còn em lắp của chúng ta mọi người
chỉ có ba mươi mấy 40 ngàn một miếng thôi mà nó lại có cái cặp chất đó luôn, mà cho chưa kể tới rất là nhiều những cái thành phần thiên nhiên khác như là rong nho nè, mà được lên men nữa nha mọi người, chứ không phải là tinh chất rong nho không, rồi tinh chất cám gạo lên men, nghệ tươi lên men. Mọi người biết cái công nghệ lên men nó như thế nào, thì thay vì á cái thời gian sản xuất của một miếng mặt nạ mà tinh chất thường á thì nó là một ngày mình lấy serum mình đổ vô là xong đúng không ạ, còn riêng cái em lab này khác, lên men là những cái tinh chất đó đó được theo những cái chuyên gia công nghệ của Hàn Quốc, những cái chuyên gia của Hàn Quốc luôn mọi người, họ dùng cái tinh chất đó, bắt đầu họ dùng công nghệ lên men mà đã có truyền thống 2000 mấy năm của con người rồi đúng không ạ. Giống như chúng ta biết là có cà pháo lên men nè, rồi đậu lên men nè, kim chi lên men, hoặc là rất là nhiều thứ lên men đúng không ạ. Thì đa số những cái chất lên men đó, nó chủ yếu ở trong cái tinh chất của chúng ta là như thế nào, là để giúp cho những cái thành phần độc tố nó giảm đi, thì khi mà da của mọi người á yếu hay là bị dị ứng thành phần nào á thì nó sẽ giảm kích ứng đi mọi người ha, hiểu chưa không ạ. Và những nó trong cái quá trình lên men này á, những cái dưỡng chất nó sẽ được phân nhỏ ra, cái nó bị bẻ ra, ví dụ như cái dưỡng chất cho ví dụ nha mọi người, nó to rồi đi mà mình lên men thì nó sẽ bị phân tách nhỏ ra, những cái phân tử phân tách nhỏ ra thì nó giúp làm gì ạ, giúp cho cái việc đó cái serum của chúng ta nó chui vô lỗ chân lông được hiệu quả hơn, nó thấm cái tinh chất dưỡng chất đó nhiều hơn đó, là như vậy. Thì khi mà điều, nghiên cứu ra những cái điều đó thật sự là đổi mấy cái tinh bên trong không biết nên vui nên buồn đó mọi người, tự nhiên cái thành phần của mình như vậy, tinh chất rất là nhiều như vậy, thiên nhiên như vậy mà còn được áp dụng ở trên nền phôi mặt nạ bamboo stencil nữa mọi người biết không, nó là đây cho tôi xé một cái sử dụng cho mọi người xem luôn. Không, công nhận là cái bao bì của bên châu á, mình cũng làm mất đi Việt Nam luôn, của công ty Việt Nam, thì cái công nghệ nó chưa được tốt như những cái nước tiên tiến, thì cũng hơi hơi cứng so với lại những, ngoài cái việc mà khó xé ra thôi thì cái việc mà bảo đảm cái mặt nạ nó được bảo vệ thì vẫn tốt, mà chỉ có điều đó thôi, nhưng mà công ty Việt Nam thì vẫn ủng hộ người Việt Nam, thì mình phải ủng hộ thì họ mới có nhiều đơn hàng để mà mua những cái máy công nghệ hiện đại hơn đúng không ạ. Là mọi người, Châu tiếp tục quay lại nha, là cái chất liệu bamboo mọi người thấy á, Châu lấy được miếng miếng gói ra nè, là 28 gram tinh chất bằng tương đương với lại một chai serum 30 ml là mọi người, mà mọi người thấy á cái mặt nạ nó thấm đậm luôn nè, thấy không, thấm đậm nước luôn mà nó không bị nhiễu nhão, có nghĩa là gì, riêng cái chất liệu bamboo tencel này á thì nó có khả năng giữ nước gấp 15 lần, gấp 15 lần trọng lượng khô của nó nha mọi người. Đó, có nghĩa là serum nó sẽ được thấm đẫm ở trong đây luôn. Nó có điều có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta đắp lên mặt đó mọi người, nó sẽ serum nó nằm ở trên trên da của chúng ta được lâu hơn. Thì như những cái chất liệu mà giấy khác mọi người, serum nó sẽ nhiễu nhão mà khi mình đắp nó sẽ chạy 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 xuống cổ nè, chạy xuống tóc nè, rất là bết và nó không có bám sát vô mặt. Nhiều khi mình phải nằm xuống mình mới sử dụng mặt nạ được. Còn riêng đối với lại chất liệu mà bamboo này mọi người thấy không? Nè, cho đưa sát cho mọi người thấy nó thấm đẫm cái miếng cái serum đó, nó thấm đẫm luôn, thấm đẫm cái miếng mặt nạ mà mọi người rờ vô nó giống như nó mịn màng mà nó giống như là một lớp nhung mọi người. Đó, thì nó nghiên cứu, độ nghiên cứu thì thấy á cái này nó mát như hơn tơ lụa luôn mọi người, cực kỳ mát cái chất, và nó mềm hơn lanh luôn mọi người, cho nên á khi mình nó rất là dễ chịu với làn da, khi mình apply lên cái da mặt của mình nó rất là dễ chịu. Đây, cho sẽ apply lên. Nào, mọi người thấy không? Vô là khớp luôn cái mặt luôn nè. Cái khuôn mặt nạ rất là đẹp đúng không? Có nhiều khuôn mọi người á, đắp vô thì nó thiếu chỗ này, thiếu chỗ kia, hoặc là nó to quá, hoặc là nó thế này thế kia, mà mọi người cho đưa cái khuôn khuôn em lắp vô mọi người thấy không? Rất là đẹp. Nên mình nó vừa vặn như vậy á, thì lúc mà mình ngồi mình làm việc hay là mình đắp á, mình cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Mình làm việc mình cảm không thấy nó sụp sịch á, thì mình làm việc cũng dễ chịu hơn đối với cái mặt nạ này đúng không mọi người? Đó. Vô là nó khớp luôn nè, mọi người thấy không, tinh chất đậm luôn rồi á. Hôm nay tôi sẽ nói kỹ hơn về cái mặt nạ này cho mọi người nha. Đây mọi người thấy không, nó ôm sát da mặt cho nè, nó mềm như lụa, nó mát hơn lanh luôn, nó phù hợp với mọi loại da mọi người thấy không ạ. Như những cái mà mặt nạ giấy thông thường nó sẽ có, mọi người hay bị kích ứng á, kích ứng là như thế nào ạ, nó có thành phần là bột giấy nè, rồi chất bảo quản giấy nè,
chất tẩy trắng giấy á, đa số là mọi người bị kích ứng là những cái đó. Vì serum á, nếu mà đã serum tinh chất thì thường thường á, nó là rất là tinh khiết rồi, nó khó, rất là khó để cho chúng ta bị kích ứng đúng không ạ? Thì đa số mà mặt nạ mà bị kích ứng là vậy. Nè, hai mọi người để ý nha, 28 gam tinh chất nó nhiều dã man nhiều luôn. Nó không thấy á, mọi người thấy không? Tôi sẽ đổ hết ra nè. Nếu mà chị em nào mà muốn tiết kiệm á thì mình có thể gấp cái gói mặt nạ này lại rồi mình để vô ngăn mát tủ lạnh, mình làm sao cho nó thật là kín đó. Rồi ngày hôm sau á, mọi người có thể là mua cái miếng mà mặt nạ nén đó, mọi người thả vô rồi mọi người có thể đắp được thêm ngày nữa luôn. Rất là nhiều tinh chất, mọi người thử nghĩ đi, 28 gam tinh chất mà một lần đó mình nó tương đương với lại serum á, mà nó ủ hết lên mặt như vậy thì mọi người nghĩ như thế nào đúng không ạ? Có rất nhiều người á nghiện nạ, mọi người ngày nào mà không đắp á cũng chịu không nổi luôn á. Bởi vì sao? Nó vừa thư giãn ha, mà nó giúp cho da mình hiệu quả nữa, ít bước nữa đó. Mọi người thấy bây giờ rất là công nghệ, rất là tiên tiến đúng không ạ? Đắp một miếng mặt nạ đẹp vậy nè thì mình đâu có cần phải mất thời gian nhiều đâu, mình vừa làm việc mà mình vừa có thể chăm sóc da luôn. Mọi người thấy không? Đừng hỏi là tại sao mà da chị này đẹp, da chị kia đẹp, đều có nguyên nhân hết đó mọi người, đều có lý do hết, có nguồn gốc hết mọi người, nguồn cơn gốc rễ đó mọi người. Đó còn dư tinh chất ở trên tay quá trời này, tôi sẽ mix xuống cái cổ, vì cái da cổ của mình với lại cái da mặt của mình đó là nó như nhau, cho nên á lúc mà mình chăm sóc da mặt đó mình hãy nhớ là chia sẻ cho cái da cổ một chút xíu mọi người ha. Rồi tiếp tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với mọi người luôn về cái mặt nạ màu. Chúng ta vẫn sẽ có một hộp đó là packaging gồm 7 miếng. Bên Châu có thể mix cho mọi người luôn để cho mọi người trải nghiệm cả ba màu ha mọi người nha. Và mọi người biết như thế nào không ạ? Cái màu màu trắng là giúp cho da của chúng ta là căng bóng nè, cũng cấp ẩm luôn, nhưng mà không có chuyên cấp ẩm như cái miếng mặt nạ màu xanh mọi người nhé. Dành cho da chị em nào mà muốn trắng sáng hơn rồi muốn mờ thâm và muốn đều màu da thì chúng ta sử dụng cái này, cái màu trắng này. Còn cái màu vàng này á thì nó sẽ giúp cho chúng ta, những cái bạn mà da mà tí xíu xíu thôi là phải dùng giấy thấm dầu rồi mọi người, đi ra ngoài chút xíu thôi là dầu đổ liên tục á đó, thì chúng ta sẽ dùng mặt nạ màu màu xanh màu màu vàng này, nó sẽ giúp cho kìm dầu lại của chúng ta, da của chúng ta nó không bị đổ dầu nhiều nữa và nó ngăn ngừa mụn mọi người nhé. Nó không có trị mụn đâu nha mọi người, nó chỉ giúp chúng ta ngăn ngừa mụn thôi. Ví dụ như là ngày nào mà chúng ta nóng trong người á, lâu lâu chúng ta nổi cái mụn lên á thì chúng ta thấy một cái mụn nhú lên đúng không, thì chúng ta đắp cái miếng này vô nó sẽ làm xẹp cái mụn mình đi, nó hạn chế cái sự bành trướng của cái mụn đó đi mọi người. Mọi người để ý nha, mình cho nha. Và nó vẫn có cặp tinh chất đắt đỏ là HA và niacinamide luôn. Thì ngoài ra nó có chiết xuất rau má lên men nè, vỏ cây liễu trắng lên men nè, giúp kháng khuẩn, làm dịu da, tái tạo và phục hồi thương tổn cho mụn. Đó, mọi người thấy không ạ? Rất là giá trị đúng không ạ? Rất là giá trị luôn, toàn là những cái tinh chất thiên nhiên thôi. Rồi chiết xuất từ giúp cá nè, chiết xuất từ củ cốt khí nè, với đặc tính là giúp kháng khuẩn, chống viêm, giúp bảo vệ da, nhanh phục hồi vết thương, hở, cấp ẩm và làm dịu da. Mọi người thấy không ạ? Lá trà xanh lên men, nha đam lên men, cấp ẩm, mềm da, bảo vệ, nuôi dưỡng da mịn màng. Chiết xuất từ hoa nè, dầu argan nè, chất cọ nè, dầu vừng nè, chứa rất là nhiều chất chống oxy hóa trong đây, vitamin E giúp kiểm soát bã nhờn đó. Mọi người thấy không? Không phải là da nhờn là chúng ta dư ẩm đâu mọi người. Cái da của chúng ta, cơ thể của chúng ta cấu tạo tuyệt vời lắm. Cái da nhờn là cái da mà các bạn thiếu ẩm, thiếu nước á, nên cái lỗ chân lông mình nó phải tiết ra một cái lượng dầu nhờn để nó bảo vệ da mình, và nó hút không khí bên ngoài. Đó, nó vô nó bảo vệ da. Lâu dần ngày nào nó cũng gồng gồng gồng, nó khiến cái lỗ chân lông của chúng ta rất là to. Cho nên chúng ta phải cấp ẩm cho nó, đủ ẩm cho nó thì nó mới kìm dầu được. Thì cái mặt nạ này nó cấp ẩm và nó kìm dầu cho da của các bạn rất là tốt mọi người nhé. Đó, đối với lại chị em nào mà lỗ chân lông to mà da nhờn quá thì đây là một cái lựa chọn ưu ái cho mọi người. Và tiếp theo đến là cái mặt nạ màu xanh, nó là siêu cấp ẩm luôn, da nào chúng ta cũng cấp ẩm hết. Mọi người nên nhớ dùng Châu, cái việc mà độ ẩm chính là linh hồn của làn da mọi người nhé nhé. Da khô chúng ta cũng phải cấp ẩm, bởi vì sao? Da khô thì nó được một cái là cho da khô nè, được một cái là cái lỗ chân lông rất là nhỏ, nhưng mà nhược điểm là dễ
bị già đó mọi người, da nhanh lại cười híp là da nhanh tại nó khô mà, sao mà nó lại chắp ra nứt nẻ ra đó, nhìn nó rất là thiếu sức sống, cho nên phải cấp ẩm đủ thì nhìn mình cái sinh khí mình nó mới rạng ngời. Và da thường cũng cũng giống như vậy, rồi da nhờn cũng phải cấp ẩm để cho nó đủ ẩm, nó không phải gồng mình nó hút hút ẩm mà nó tạo độ ẩm, nó tiết bạn nhờn nữa dễ gây mụn nữa đó, cho nên mọi người phải hiểu luôn luôn da phải đủ ẩm mọi người nhé. Rồi chúng ta đi làm về một ngày mệt nè, bắt đầu rửa mặt sạch đi rồi thì nó sẽ đi ra những cái bụi bẩn luôn, rồi nó ngoài ra nó còn đi luôn những cái chất chất tốt ở trên da mình ra, tiết cơ thể tiết chất dầu nó cũng đi luôn, nó rất là khô, nên vì sao mình phải dùng toner để mình cân bằng rồi mình cấp ẩm cho da bằng mặt nạ là vậy, rất là hiệu quả so với lại dùng kem dưỡng thông thường mọi người nhé. Đó là màu xanh, thì màu xanh á mình sẽ đi vô luôn là nó sẽ có cái gì nè, vẫn là cặp chất HA và NIA, rồi tới chiết xuất là rong nho lên men, nước dừa tươi lên men nè, giúp trẻ hóa da, giúp da trắng sáng căng mượt, bổ sung nước, ngăn ngừa việc khô da mọi người nhé, giúp da ẩm mịn và đàn hồi tốt, rồi búp hoa Tissot nè, nước hương nè, giúp da mềm mềm miệng và tái tạo da, dưỡng trắng da và săn chắc da. Mấy thích không ạ? Toàn là tinh chất thiên nhiên thôi, có cả tiền vitamin B5 nè, nó giữ ẩm sâu cho da luôn, giữ ẩm sâu luôn nha mọi người, phục hồi da hiệu quả, tăng cường hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe mạnh hơn, mọi người thấy không ạ? Thường á những cái mặt nạ khác á, đắp 10 15 phút 20 phút là lý do tại sao ạ? Khi mà mình đắp á nó sẽ bị khô nhanh đúng không ạ? Cái do cái phôi mặt nạ mọi người nó bị khô nhanh thì có nghĩa là gì, nếu mà bạn không tháo mặt nạ ra sớm trước khi khô thì nó sẽ bị hút ẩm ngược lại. Tại sao mà mặt nạ em lắp mọi người có thể đắp được tới 30 phút lận, bởi vì á mọi người thấy hôm nay em vô đắp nè, rất là nhiều tinh chất nó vẫn còn nằm ở trên đây, nó ẩm mượt như vậy nè, nằm trên lâu có nghĩa là nó có thể nằm trên da nhiều hơn và hấp thụ nhiều hơn đúng không ạ, hiệu quả hơn so với lại những mặt nạ thông thường là như vậy chị em nhé. Đó, tôi ngồi nói chuyện mọi người mà không rớt luôn nè, chỉ có trọng lực nó xuống thì nó hơi tuột tuột thôi chứ nó không rớt luôn, mà mọi người thấy thích không, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, những cái mặt nạ giấy khác thì mọi người đắp nhiều khi nó lổm chỗ nó nhăn nheo á, còn này mọi người đắp là da vẫn đẹp rồi. Đó là ba cái loại mặt nạ bên châu, nãy cho cứ đi đi cụ thể cái thành phần của cái màu trắng này đúng không, nó có cám gạo lên men nè mọi người, vẫn gặp chất đắt đỏ kia nha, rồi cám gạo lên men nè, nghệ tươi lên men nè, chứa rất là nhiều vitamin E giúp chống lại sự lão hóa, ngăn chặn quá trình tổng hợp melanin, giúp da trắng sáng căng mịn tự nhiên. Nói trắng sáng á, thì chắc chắn là mọi người phải sử dụng đều đúng không ạ? Mọi người nói đắp bao nhiêu miếng mới mới trắng sáng được, tất nhiên là da mình cần phải có thời gian nếu mà sử dụng sản phẩm an toàn đúng không mọi người. Có nhiều người ngộ lắm, chẳng biết sao nữa mọi người, đắp khi nào mới trắng, còn trắng liền đó thì mọi người đồ trộn đúng không ạ, rất là thị phi trên cái thị trường này, cho nên nó bản thân công ty Lanibu lúc nào cũng cố gắng làm đúng trước trước khi trở nên tốt hơn mọi người. Tất nhiên là những sản phẩm hiệu quả mà muốn hiệu quả mà an toàn nó thì phải có một cái thời gian chăm sóc da nhất định đúng không mọi người, cho nên nó đối với những cái thành phần này á mọi người sử dụng thì hiệu quả cũng phải hả ít, đối trắng sáng thì cũng phải ít nhất là 1 tháng để da chúng ta có thể tiếp nhận được tinh chất đúng không ạ. Đó thì đó, chiết xuất diệp hạ châu, chiết xuất hoa khi ngu giúp làm cho da của chúng ta dịu da nè, dưỡng sáng và đều màu da nè, hỗ trợ làm mờ thâm nè, hỗ trợ làm mờ thâm những cái vết thâm á mọi người, như thâm mụn nè, thâm sẹo nè, để lại trên da nhìn nó cái mặt mình rất là mất thẩm mỹ đúng không ạ. Đó là chúng ta đắp mặt nạ này nó giúp chúng ta làm mờ thâm luôn mọi người nhé, nó thích giúp da nuôi dưỡng da chúng ta căng mọng nè, nói chung là rất là nhiều dẫn xuất của vitamin C cũng làm da chúng ta sáng lên nè, vitamin E nè, đó chống chung và bảo vệ trước những cái tác động của môi trường, mọi người thấy tuyệt vời không ạ, rất là nhiều thành phần dưỡng chất ở đây mọi người nhé. Có người thì bảo là sao mà nhiều dưỡng chất trong cái mặt nạ thì mỗi thứ có chút 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 thôi thì không có hiệu quả đâu. Ủa, mình cần hiệu quả an toàn thì mình cần phải có thời gian, không bao giờ mà có cái việc mà mình trắng liền, thì mọi người thử nghĩ đi, nó sẽ độc hại cho da chúng ta như thế nào rồi đúng không mọi người. Và cho bảo đảm với mọi người luôn đó, khi mà các bạn biết cơ chế của mát, biết hiệu quả của mặt nạ mang lại thì mọi người sẽ thấy rất là tuyệt vời. Không đơn giản tại sao mà người Hàn Quốc người ta sử dụng mặt nạ rất là nhiều như vậy,
khi mà chúng ta đi du lịch Hàn Quốc chúng ta thấy bao la bát ngát mặt nạ luôn đúng không ạ? Rất là nhiều hãng, bởi vì sao ạ? Nó hiệu quả, hiểu hiểu vậy đó, rất là hiệu quả. Chúng ta tắt cái ra, chúng ta tháo mặt nạ ra cũng thấy da chúng ta đã no nước, đã căng bóng rất là nhiều rồi đúng không mọi người? Thì tại sao mà những cái chị phụ nữ Hàn Quốc á, mà đi ra ngoài đường chúng ta biết ngay người Hàn Quốc cái da họ khác biệt liền so với lại người Trung Quốc đúng không mọi người? So với lại làn da châu Á nhìn vô da Hàn Quốc là thấy khác biệt liền đúng không mọi người nha? Đó rồi thì tất cả ba mặt lại mặt nạ này đều giúp da da của chúng ta căng bóng hết các bạn nhé, chị em nhé. Giúp đủ da mình đủ ẩm thì lỗ chân lông chúng ta cũng sẽ khít lại, không phải làm việc nhiều nữa thì giúp cho lỗ chân lông chúng ta cũng sẽ khít lại. Và đồng thời á, cho có một cái tip nhỏ là đối với lại những chị em nào mà da quá thì dầu luôn á, nhiều dầu mà lại dễ lên mụn nữa thì chúng ta đắp tầm 10 phút thôi mọi người nhé, đủ ẩm thôi, đừng có đắp lâu quá. Sau đó dễ lên mụn á, thì chúng ta có thể là lấy cái bông gòn tẩy trang á, chúng ta nhúng nước rồi chúng ta lau lau qua rồi chúng ta dưỡng những bước tiếp theo, hoặc là chúng ta đi ngủ luôn khỏi cần dưỡng như châu là châu châu mà đắp mặt nạ trong mới dưỡng kem nữa mọi người nhé, tại vì làm biếng lắm, lâu lâu hiếm khi mà test kem hay gì á, thì mới sử dụng thôi đó. Thì đó là những cái chia sẻ của anh Châu, là những cái chia sẻ thật tình luôn đó mọi người. Mọi người biết công ty sản xuất mặt nạ đối tác của bên công ty sản xuất mặt nạ đối tác của bên mình đó là công ty H&B. Đây là một cái công ty sản xuất mặt nạ, đây là một công ty mặt nạ uy tín lớn thứ tư Hàn Quốc nha, về BioSale, về BioSale được tạp chí của Mỹ á, công nhận là một trong 10 nhà sản xuất BioSale xịn sò nhất thế giới, là mọi người biết rất là chất lượng á, Châu phải cam kết như vậy mọi người nhé. Thì sẽ có một cái chương trình sớm thôi về về nơi sản xuất. Thì công ty H&B này có hai trụ sở, một là bên Hàn Quốc và một là bên Việt Nam. Mọi người biết đó, tại sao mà ông Bắc giám đốc của công ty H&B về Việt Nam là do Việt Nam mình rất là nhiều dừa đúng không ạ? Hàn Quốc đâu có dừa đâu mọi người, muốn làm BioSale thì chỉ có một là Việt Nam, hai là Thái Lan là best thôi, là dừa là bao la bát ngát trời mây thôi. Thì đó cho nên ông Bắc đã về thay và mở mở thêm một chi nhánh thứ hai, đó là công ty H&B đặt ở Long An mọi người nhé. Cho nên nó rất là an toàn, sản phẩm của mình cực kỳ chất lượng luôn, đã được khách hàng kiểm chứng 2 năm nay rồi, cho nên mọi điều ở ngoài kia cái sự kiểm chứng 2 năm nay rồi và hiệu quả mang lại cũng như thế nào thì mọi người cũng rất là rõ rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay cho chia sẻ thêm về cái mặt nạ mới của chúng ta thế này đó, một hộp 7 miếng mọi người có thể sử dụng dàn đều 1 tuần để cho da căng đẹp mọi người nhé. Nhớ ủng hộ Lan Inbeauty nha, hãy cho Lan Inbeauty có cơ hội đồng hành trên con đường cùng với mọi người với một lời cam kết hiệu quả và an toàn là bậc nhất, là đi đầu. Luôn luôn làm đúng trước khi làm tốt hơn. Cho nên các chị em hãy ủng hộ Lanibill nha, hãy cho cơ Lanibill có một cái cơ hội đồng hành trên con đường làm đẹp cùng với chị em mình. Thì mọi người biết đó, Việt Nam mình bao dừa bao tre luôn đúng không ạ? Thì đây cũng là một cách để giúp cho người nông dân Việt Nam của chúng ta có thêm thu nhập. Và bây giờ nãy giờ cũng khá là lâu rồi đó, nãy giờ Châu tóc cũng phải là 20 mấy 30 phút rồi. Thì bây giờ Châu sẽ tháo mặt nạ ra cho mọi người xem nhé. Tháo mặt nạ cho mọi người xem nhá. Đó. Người thấy không ạ? 20 phút rồi đó nha mọi người. Mà cái mặt nạ của chúng ta chưa khô luôn nè. Mọi người thấy không? Nó thấm rất là nhiều tinh chất ở đây luôn. Và cháu sẽ dung sát cái chất liệu bamboo cho mọi người. Nó rất là mình của nó rất là nó thấm đẫm tinh chất đó, rất là êm nè mọi người, rất là êm luôn, nó như nhung vậy đó. Cho nên khi mà mình apply lên da mình nó rất là mịn là như vậy đó mọi người, rất là mịn cái da mình luôn, là có nghĩa là nó nhiều tinh chất như vậy, nó ngậm nhiều nước như vậy là đây là da mình đúng không, lớp giữa chắc chắn là serum. Lớp giữa chắc chắn là serum, lớp tiếp theo mới đến mặt nạ, có nghĩa là cái phôi mặt nạ này là nó không có bị apply lên cái da của chúng ta trực tiếp mà ở giữa là lớp serum, cho nên rất là hiệu quả mọi người thấy không. Và chúng tôi đã đắp được có ở gần gần 30 phút rồi mà nó vẫn ướt, vẫn thấm đẫm, vẫn ướt, là mọi người thấy là cái khả năng lưu trên da của chúng ta nó rất là tốt đó. Từ đó nó giúp cho những cái lỗ chân lông của chúng ta, da của chúng ta có 3 lớp mà, nó sẽ chui sâu hơn, được sâu hơn đó mọi người. Đây là da của Châu,
cho xinh à. À, sát mặt chút xíu. Sau khi đắp mặt nè đó, mọi người thấy không ạ, rất thích không ạ? Trời ơi, nãy mình quên luôn, nãy ham nói quá quên luôn rồi, quên lấy cây lanh lanh đắp lại xong rồi. Thì tí nữa cho sẽ đi qua cho lấy cây lanh á, để ngăn mát tủ lạnh đó mọi người. Để ngăn mát thì mình sẽ tăng được tuổi thọ của mặt nạ á, của cái cây lanh lên. Đừng để ngăn đá nha mọi người, để ngăn đá nó lúc mình lấy ra thì nó cứng quá. Lâu lâu vì mình cần gấp á, mình có công việc gấp thì mình để ngăn 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 đá thôi. Không mình cứ để ngăn mát. Những cái cây lanh trên thị trường là mọi người phải để ngăn ngăn đá đúng không ạ? Nó mới mát, còn cây lanh của bên mình nó rồi để ngăn mát mấy phút thôi. Phê luôn, mát phê luôn mọi người. Đó. Đây là cái da của Châu á, mọi người nãy giờ thấy là cho ngồi cho nói quá trời luôn đó. Không có một chút ảo nào đó nha mọi người. Rõ luôn cái hiệu quả của mặt nạ đó. Bởi vì sao mà những đất nước khác người ta sử dụng mặt nạ nhiều, nhưng mà Việt Nam mình lại chưa có thói quen sử dụng mặt nạ đó, là như vậy mọi người nhé. Nhớ ủng hộ Lani Beauty và cho Lani Beauty có cơ hội phục vụ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.